Trả tiền trục nửa triệu đô la Mỹ bằng Bitcoin, các quan chức ở thị trấn Lake City đã đầu hàng và trả tiền trục cho tin tặc sau khi hệ thống máy tính của chính quyền địa phương tê liệt suốt 2 tuần. Vài phút sau khi vụ tấn công bắt đầu, các nhân viên kỹ thuật của chính quyền Lake City đã ngắt kết nối mạng của hệ thống máy tính, nhưng tất cả đã quá muộn màng. Nhóm tin tặc chiếm được quyền truy cập thư điện tử của nhân viên chính quyền thị trấn và người dân không thể thực hiện nhiều loại giao dịch trực tuyến. Bọn tin tặc liên hệ với công ty bảo hiểm của thị trấn và yêu cầu trả tiền trục 500.000 đô la Mỹ bằng đồng Bitcoin. Giới chức địa phương cho rằng trả tiền là cách tốt nhất để lấy lại quyền truy cập vào hệ thống máy tính. Công ty bảo hiểm phải trả phần lớn số tiền trên cho hacker, nhưng chính quyền cũng chịu trách nhiệm thanh toán 10.000 đô la Mỹ. Lake City là thành phố thứ hai tại Mỹ thất thủ trước thủ trước đòn tấn công của tin tặc trong vài tháng qua. Cách đây không lâu, Riviera Beach, một thành phố khác cũng thuộc bang Florida phải trả cho tội phạm mạng 600.000 đô la Mỹ bằng Bitcoin sau khi chúng chiếm được hệ thống máy tính của chính quyền. Tuy nhiên, không phải ai cũng trả tiền khi bị ransomware tấn công. Đầu tháng 5, Tin tặc làm tê liệt hệ thống máy tính của thành phố Baltimore. Vào thời điểm đó, thị trường kiên quyết từ chối trả tiền chuộc trị giá 76.000 đô la Mỹ bằng Bitcoin. Ước tính cuộc tấn công đã gây thiệt hại đến 18 triệu đô la Mỹ.